Sáng nay, Sở Công Thương và các đơn vị đã khởi động chương trình bán thịt heo bình ổn giá tại 18 điểm trên địa bàn thành phố. Chương trình nhằm góp phần ổn định giá cả, cân đối cung cầu mặt hàng thịt heo phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao của người dân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Năm nay, có 3 đơn vị tham gia bán thịt heo bình ổn giá gồm công ty trách nhiệm hữu hạn Đắc Vinh, công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam, chi nhánh 1 tại Đà Nẵng và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hai Thuyên. Với 18 điểm bán thịt heo bình ổn giá tại 6 quận huyện, cơ cấu các mặt hàng tại điểm bán gồm thịt heo các loại vai, thịt mông, ba chỉ, sườn và các loại thực phẩm chế biến từ thịt heo như xúc xích, chả heo. Giá niêm yết tại quầy bình ổn sáng ngày 27 Tết dao động từ 90 đến 140 ngàn đồng một ký, tức thấp hơn giá thị trường 10.000 đồng một ký. Dạ, năm nào thì Đắc Vinh cũng tham gia bình ổn giá, nhưng mà số lượng thì năm nay thì Đắc Vinh là đầy đủ các thứ, các loại thực phẩm như thịt mông vai đầy đủ hết để phục vụ cho bà con, nhưng mà sức mua thì cũng giảm hơn các năm khác. Thịt heo những ngày cận Tết bắt đầu ghi nhận sự tăng giá mỗi ngày, tuy nhiên mức tăng không đột biến, giá chỉ tăng từ 10 đến 20.000 đồng một ký. Ở những phân khúc có nhu cầu tăng cao dịp Tết như thịt mông, ba chỉ và sườn non, còn lại giá ổn định. Giá vẫn bình thường chứ cũng không có phải là nghĩa nó là Tết để mà lên giá này kia nọ, cái đó là không. Bởi vì không có sợ là vì thứ nhất là không có người mua, cho nên là giá họ vẫn giữ y đi chứ không có cũng rẻ chứ không có là mắc. Trong điều kiện dịch bệnh, người dân ngại đến nơi đông người, nhất là chợ truyền thống với sự xuất hiện các ca F0 liên tục những ngày gần đây, khiến sức mua tại chợ giảm sút so với các năm trước, buộc tiểu thương phải giữ giá bình ổn để lôi kéo khách mua. Bên cạnh đó, chương trình bán thịt heo bình ổn của các đơn vị cũng góp phần ổn định giá cả, cân đối cung cầu mặt hàng thịt heo phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao của người dân. Giá có tăng nhưng mà chỉ tăng đơn nhẹ nhẹ thôi, chỉ có khoảng là vài ba ngàn thôi, chứ còn không tăng nhiều. Nhưng mà vì dịch đó, thành ra là người ta cũng muốn phục vụ cho nhân dân chủ yếu, tại vì cũng thiếu hụt hàng, họ không có tiền. Họ không có tiền rồi đi chợ, cho nên mình phải bán nếu mới trôi được hàng. Thị trường heo hơi hiện phổ biến 57-59 ngàn đồng một ký, không thể bật lên mốc 60 ngàn đồng một ký, dù đang là cao điểm tiêu dùng. Do đó, giá thịt heo bán lẻ cũng sẽ khó biến động khi nguồn cung vẫn luôn dồi dào.